Vào ngày 5 tháng 3 năm 2018, sau khi sử dụng ma túy tại căn nhà của một người bạn thuê trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Châu Việt Cường đã liên tục nhét 33 nhánh tỏi vào miệng cô gái sinh năm 1995, trú tại quận Chương Mỹ, Hà Nội khiến nạn nhân bị tắt đường thở dẫn đến tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án khởi tố Châu Việt Cường về tội danh vô ý làm chết người. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ba Đình đã trả hồ sơ vì cho rằng hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử trong thời gian tới.